Xin chào toàn thể các cô chú, anh chị em cán bộ nhân viên hiện đang công tác tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2. 5 năm vừa qua, chúng ta đã có những kỷ niệm thật đẹp cùng nhau đi qua những tháng ngày không thể nào quên của những ngày đầu thành lập với nhiều gian khó, thiếu thốn. Cùng với nhau, chúng ta đã mạnh mẽ bước qua giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, đè nặng lên đội ngũ y tế. Sau tất cả, chúng ta vẫn nắm tay nhau vượt qua hết những thăng trầm, thử thách để có thể có được sự phát triển tự hào như ngày hôm nay. Lý do mà chúng tôi thành lập ra một cơ sở nhãn khoa có quy mô lớn là mong muốn của nhà đầu tư được tham gia vào lĩnh vực y tế và lựa chọn nhãn khoa là lĩnh vực để chăm sóc sức khỏe đôi mắt cho người dân. Ở mọi lứa tuổi thì nhu cầu chăm sóc mắt đều đặt ra và cần cái sự chăm sóc dự phòng cũng như điều trị hiệu quả để có thể có được một đôi mắt khỏe mạnh, có thể yên tâm làm việc và sáng tạo và đóng góp. Chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn trong những năm đầu đời của một cơ sở nhãn khoa còn non trẻ. Cái khó khăn lớn nhất đó là khó khăn về huy động nguồn nhân lực. Làm thế nào để bệnh viện có thể thu hút được các chuyên gia đầu ngành đến chung tay giúp đỡ cho bệnh viện trong những ngày đầu tiên để có thể bảo đảm chất lượng điều trị an toàn và hiệu quả. Khó khăn thứ hai là làm thế nào để khách hàng biết và tin và trao gửi đôi mắt của mình cho đội ngũ cán bộ nhân viên của bệnh viện được chăm sóc. Và một cái thách thức cũng không hề nhỏ thì làm thế nào để vừa đảm bảo chất lượng, vừa đầu tư cho chuyên môn, đầu tư cho quan hệ đối tác, đầu tư cho vấn đề truyền thông, làm thế nào để có thể lo cho đời sống của cán bộ nhân viên. Đó là những cái thách thức lớn trong những cái năm đầu tiên. Trong 5 năm qua thì mình đã thấy là Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đã có rất là nhiều những cái thành tựu đáng kể. Ở miền Bắc này thì hiện nay chỉ có mỗi Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 là cơ sở duy nhất đang có cái chương trình đào tạo phẫu thuật viên về phẫu thuật khúc xạ. Chính vì thế nên là chúng tôi đã phối hợp với trường Đại học Y Hà Nội đã cho đến nay đã đào tạo được 2 khóa phẫu thuật khúc xạ và đã tạo được một cái nhóm các bác sĩ có mong muốn được phẫu thuật, có thể mang bệnh nhân đến để phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2. Trong những thời gian gần đây, cái sự phát triển của bệnh viện khiến cho chúng tôi cần phải nghĩ đến cái việc điều trị toàn diện hơn và có nhiều bệnh nhân có nhu cầu, có nhiều cái trường hợp mà bệnh có phức tạp. Thế thì sở dĩ chúng tôi có khả năng điều trị những bệnh đấy là vì là chúng tôi có những cái trang thiết bị, máy móc để khám chẩn đoán cũng như những cái máy hệ thống phẫu thuật rất là hiện đại, có thể điều trị được tất cả những cái ca khó và phức tạp. Xin chào, chúng tôi là Bệnh viện Mắt Hà Nội 2. Ở Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 thì chúng tôi đã điều trị rất nhiều những ca bệnh phức tạp. Tuy nhiên, có một bệnh nhân mà để lại ấn tượng nhiều hơn với tôi, đấy là một bạn bệnh nhân người nước ngoài. Khi đến thì chúng tôi đã phát hiện và chẩn đoán bạn mắc bệnh giác mạc chóp. Sau khi tiến hành hội chẩn với lại đội ngũ chuyên môn ở Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 thì chúng tôi cũng đưa ra phương pháp điều trị thích hợp nhất với bạn, đấy là dùng kính áp tròng củng mạc để điều trị giác mạc chóp cho bạn bệnh nhân đó. Hiện tại bạn ấy cũng đã điều trị được khoảng gần 2 năm nay ạ, và bạn đeo kính rất là ổn định, thị lực của bạn ấy tương đối tốt và chất lượng hình ảnh cũng cải thiện rất là nhiều, và bạn ấy cảm thấy rất là hạnh phúc vì điều đó. Xin chào, chúng tôi là Bệnh viện Mắt Hà Nội 2. Trong 5 năm qua thì khoa chẩn đoán hình ảnh nói riêng và khoa cận lâm sàng nói chung đã giúp cho các bác sĩ trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý phức tạp về mắt. Trong đó có những bệnh lý hiếm gặp và các bệnh nhân đã đi nhiều nơi nhưng họ không phát hiện ra bệnh lý. Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 từ khi bắt đầu hoạt động đã rất chú trọng vào việc đầu tư các trang thiết bị máy móc hiện đại giúp cho việc chẩn đoán và điều trị của bác sĩ được diễn ra một cách nhanh chóng và hiệu quả. Phải kể đến như hệ thống máy sinh hiển vi khám mắt có chức năng khám đáy mắt chuyên sâu. Ngoài ra thì còn có một số máy, ví dụ như máy siêu âm, OCT, chụp, cắt lớp võng mạc giúp cho việc chẩn đoán các bệnh lý về mạch máu trong đáy mắt của các bác sĩ được diễn ra một cách đơn giản hơn. Và một số máy khác như máy chụp bản đồ giác mạc giúp cho việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về giác mạc chóp sớm hơn. Xin chào, chúng tôi là Bệnh viện Mắt Hà Nội 2.
Tôi là một trong số những nhân viên gần như là gắn bó với bệnh viện từ những ngày đầu bệnh viện thành lập cho đến hiện tại. Bệnh viện mắt Hà Nội 2 như một ngôi nhà thứ hai của bản thân tôi. Ban làm người làm quản lý chất lượng trong bệnh viện, ban đầu thì tôi gặp khá nhiều khó khăn và gắn với một số những cái danh từ như là cảnh sát rồi máy soi. Tuy nhiên là trải qua dần dần quá trình làm việc thì tôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người. Gần như là mọi người hiểu là công việc của tôi là một người đồng hành, một người hỗ trợ. Và mục đích của làm quản lý chất lượng bệnh viện là mang đến một môi trường an toàn, có được một chất lượng điều trị cao cho bệnh nhân. Tôi nghĩ rằng là những chính sách về quản lý chất lượng của ban lãnh đạo bệnh viện đang triển khai hiện tại đã sẽ giúp cho bệnh viện ngày càng phát triển hơn. Xin chào, chúng tôi là Bệnh viện Mắt Hà Nội 2. Tôi gắn bó với bệnh viện từ ngày mới thành lập, thì trong quá trình công tác ở đây tôi cũng tin tưởng các bác sĩ, y tá với chuyên môn của mình là làm cái công việc điều trị cho bệnh nhân để sớm trở về. Và tôi cũng đồng cảm với bệnh nhân, với cương vị thì công việc của tôi thì tiếp đón bệnh nhân thì tôi cũng luôn luôn nở cái nụ cười trên môi, hướng dẫn chu đáo, tận tình cho bệnh nhân, để cho bệnh nhân tạo cái cảm giác thoải mái, an tâm khi vào khám chữa bệnh. Xin chào, chúng tôi là Bệnh viện Mắt Hà Nội 2. Bệnh viện này coi quá tuyệt vời, từ nhân viên cho đến bác sĩ, nhất là bác sĩ Thư đã chữa lành đôi mắt cho bà, mà chân tay rất là mềm mại và khéo léo, và rất nhiệt tình và cởi mở. Cái khâu tiếp đón, rồi cái khâu dịch vụ, rồi khâu chu đáo mà ân cần. Sau 5 năm thì chúng tôi cũng có thêm một cái ước mơ, một cái khát vọng lớn cho ngành nhãn khoa, đó là có thể trở thành một cái trung tâm kết nối các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, để có thể tạo ra sự chuyển giao tri thức, chuyển giao kinh nghiệm giữa thế hệ các chuyên gia đầu ngành với các bác sĩ trẻ. Chúng tôi sẽ trở thành trung tâm khám chữa mắt toàn diện lớn nhất và có thể hội tụ được những cái chuyên gia đầu ngành để có thể tạo ra sự phát triển bền vững cho ngành nhãn khoa Việt Nam nói chung và cho Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 nói riêng. Làm sao để người dân Việt Nam khi gặp các vấn đề về đôi mắt thì có thể yên tâm lựa chọn Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 là một cái địa chỉ để có thể điều trị được các bệnh về mắt của mình, và không phải tìm đến nhiều nơi, không phải đi ra nước ngoài để tìm đến các cái chuyên gia để có thể hỗ trợ chăm sóc đôi mắt. Đó là ước mơ của chúng tôi, và 5 năm chúng tôi theo đuổi cái mục tiêu chất lượng, thì 5 năm tiếp theo, 10 năm tiếp theo và về dài hạn, chúng tôi vẫn tiếp tục theo đuổi cái tầm nhìn và cái ước mơ cho ngành nhãn khoa Việt Nam. 5 năm đó là một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, đó là một mốc quan trọng để chúng ta nhìn lại thấu đáo hơn về định hướng của tương lai. Hãy cho tôi được cảm ơn các bạn, những người đồng nghiệp vô cùng đáng mến. Các bạn là trái tim, là khối óc và là tương lai của bệnh viện chúng ta. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý đối tác đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng chúng tôi, trao cho chúng tôi được thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, đó là phục vụ. Chúng tôi không ngừng hoàn thiện tốt hơn trong thời gian tới để có thể đáp ứng được những yêu cầu từ phía khách hàng. Xin cảm ơn. Xin chào, chúng tôi là Bệnh viện Mắt Hà Nội 2.